Piaggio tung loạt xe mới Primavera 2020 và Vespa Spring 2020 ra thị trường Việt Nam. Công ty Piaggio Việt Nam giới thiệu ra thị trường 8 lựa chọn màu mới của Vespa Primavera 2020 và Vespa Spring 2020, cùng các chi tiết thiết kế mới, công nghệ đèn LED hiện đại và động cơ e-gas mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Primavera 125cc bản tiêu chuẩn có thêm một lựa chọn màu mới là xanh bạc hà thời thượng. Lấy cảm hứng từ màu sắc của latte Ementa, thức uống mùa hè đặc trưng của người Ý, phiên bản Primavera xanh bạc hà gợi cảm hứng về một ngày hè dịu mát và mọi người vui vẻ tận hưởng sự thư thái cùng nhau. Gam màu pastel nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không kém phần tinh tế sẽ là một điểm nhấn đáng yêu và tươi vui cho ngày hè của bạn. Primavera 125cc bản tiêu chuẩn có thiết kế mới là ốp cụm công tắc mạ rôm, giống thiết kế của viền đèn pha trước và màu xe trên chắn bùn, vành bánh xe xám nổi bật hơn. Yên xe với những nét thiết kế tối giản mới đầy tinh tế, tạo nên một tổng hòa thanh lịch và thời thượng. Những thông số ấn tượng trên kết hợp với trọng lượng nhẹ, điểm đặc trưng của các dòng xe Vespa giúp Primavera và Spring phù hợp với cả giao thông đô thị và những quãng đường dài. Primavera S125cc bản thể thao có thêm hai lựa chọn màu mới trắng và đen. Sự tinh tế và tỉ mỉ thể hiện với những chi tiết thiết kế nhấn nhá màu xám ở đường viền trước, hốc còi, màu trước và vành bánh xe. Yên xe đen với chỉ viền màu xám thanh lịch hài hòa trong tổng thể màu sắc và đường nét. Các phiên bản Primavera 2020 đều được trang bị hệ thống đèn LED hiện đại trước và sau, vừa là điểm nhấn về thiết kế thời thượng và trải nghiệm lái xe an toàn hơn. Cùng với Primavera, các phiên bản Spring 2020 cũng được tung ra thị trường trong đợt này với hai phiên bản tiêu chuẩn và thể thao. Spring 125cc tiêu chuẩn gồm hai lựa chọn màu mới là đỏ đỏ mận và đen, trong đó màu đỏ là màu sơn mới lần đầu tiên xuất hiện ở dòng xe Vespa. Vespa Spring 125cc vẫn sở hữu những điểm nhấn thiết kế cá tính như cụm đèn LED trước và sau thời thượng, hốc còi phía dưới cả vạt được tạo hình góc cạnh và tinh tế, thiết kế mới với phần ốp cụm công tắc mạ rôm, giống thiết kế của viền đèn pha trước và màu xe trên chắn bùn. Yên xe cá tính với thiết kế đường vân trắng nổi bật. Vành bánh xe sơn đen kết hợp với viền xám tròn quanh vành để tạo điểm nhấn. Động cơ e-gas có mức tiêu thụ nhiên liệu được giảm tới mức tối thiểu. Hệ thống ống xả toàn mới, giúp động cơ êm ái hơn đồng thời giảm thiểu tối đa tiếng ồn. Vespa Spring S125cc thể thao có 3 lựa chọn màu mới vàng nắng, trắng, đen. Spring S được nhấn nhá đường tem thể thao đen đỏ nổi bật cùng các chi tiết logo S, hốc còi, lò xo phía trước sơn đỏ bóng, kết hợp hài hòa với vành bánh xe màu đen bóng, yên xe thể thao với những đường vân nổi bật cùng đường chỉ xám tinh tế, tạo nên một phiên bản thể thao, trẻ trung và nam tính. Các phiên bản Spring tiêu chuẩn và Spring S đều được trang bị hệ thống đèn LED hiện đại trước và sau, vừa là điểm nhấn về thiết kế thời thượng và trải nghiệm lái xe an toàn hơn. Primavera và Spring tiếp tục có công nghệ động cơ e-gas 125cc tiên tiến, xi lanh đơn, làm mát bằng gió, động cơ 4 thì được trang bị hệ thống phun xăng điện tử, 3 van. Hệ thống phun xăng điện tử được cải tiến và tối ưu hóa về mặt hiệu năng sử dụng, bộ ECU có cảm biến khí áp đảm bảo, cho quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra hoàn hảo trong mọi điều kiện sử dụng. Công suất và mô men xoắn cực đại đạt 7.9 mã lực tại 7.700 vòng trên phút và 10.4 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Các phiên bản Primavera và Spring tiếp tục được trang bị các tính năng ấn tượng như cổng sạc USB tiện lợi, khóa mở cốp từ và hệ thống phanh ABS đem đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng về độ an toàn, sự tiện lợi và thoải mái. Vespa Primavera có giá 76,5 triệu đồng và Vespa Spring có giá 77,5 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.